uống nước nè em gái. À được rồi được rồi, chị khách sáo quá. Mày nha, mày làm như là lâu quá mày giận chị gì đúng không? Mày không qua mày thăm chị. Giỡn gì đâu, bữa giờ bận rộn đi mua vàng. Bởi người ta nói vàng lên quá trời, mua để trữ. Nhưng mà tánh của em không có được như người ta. Ông bà xưa nói câu này em nghe đồn nha, là giàu đeo vàng, sang đeo đá. Sang đeo đá, mua đá không đeo. Trời ơi, đá này là ngọc trong đá đó em. Trời ơi, chị đừng có nói ngọc, mấy cái ngọc là Việt Nam mình bán. Cái này em đặt nước ngoài chị biết nhiêu không? Nhiêu 43 triệu đô. 43 triệu đô. Cái kẹp trên nào không nè? Nhiêu tiền? 75,7 triệu đô. 75,7 triệu đô. Cái bộ vòng trên cổ nè. Nhiêu? 300 tỷ triệu đô. 300 tỷ triệu đô. Em bán mấy cái nhà em mua mà. Nhưng mà ở đây có nhiều người có không? Cái này trên thế giới có 3 bộ thôi. Có 3 bộ. Em một bộ. Ừ, ai bộ? Bà chị dâu là người giới thiệu em mua đó. Bà ăn bộ. Rồi ăn bộ. Còn bộ trong kho. Chị biết kho luôn. Có đâu? Kho đạn. Đúng không? Tí sao không? Mày nổ làm gì? Má ơi, má mày chợ cái này ở ngoài chợ Kim Biên bán 35 ngàn nửa ký. Gì vậy trời? Mua đính đầu cho có gì người ta đúng cái không? Ba cái hộp nhựa, mấy cái hộp bẹt là bình thường. Hộp bẹt là em đeo. Người ta con trai nuôi bao nhiêu năm ở dưới biển, người ta cấy lên có cái hộp, người ta đeo dây chuyền. Không đâu, em đeo dây chuỗi. Đây 188 chuỗi như chàng hạt. Trời đất ơi không? Mấy cái này là chị đi miễu rồi chị hay thấy người ta đeo cho tưởng nha. Người ta đeo hạt là người ta đeo chuỗi bằng mấy cái hộp gỗ không? Em đeo là đeo bẹt bẹt không? À hộp bẹt hả? Ừ. Rồi bây giờ nè, đá mấy cái nào vàng trắng, đá hộp ngọc rồi là emerald rồi mấy cái đá sau đó rocky rồi. Ngoài làm đính trên ta đeo như tấm không, cám. Đeo ba đá là sang tại ông bà mình có làm thơ. Làm thơ về đá. Em nhớ rõ nhớ ràng. Không? Nhớ rõ ràng ông bà nói câu sao? Nói sao? Nói sao nói chị nghe. Giàu thì đeo vàng, sang đeo đá. Sống để bụng chết mang theo. Ủa sao nó không liên quan gái? Ủa ông xưa ông bà dạy câu sao mình nhớ kỹ mình nói chứ sao giờ chị nghĩ đi. Ông bà mình nói á, sống trên đường chết hạ thổ. Trời đất cơ, chị đọc thơ gì tào lao với chị. Thiệt, chết rồi về dưới đá. Không á, chị ơi, hôm nay qua vấn đề chính đi. Dạ không? Hôm nay qua đây em nhìn chị làm em nghi liền. Nghi gì? Chị có tâm tư đúng không? Dạ cả rồi nghi ai? Chị yêu thằng trai đối diện. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao? Trời ơi, nghĩ sao mà yêu thằng trai già đó vậy? Trời đất ơi, thích người ta thì nói thích người ta. Tự nhiên chị chửi người ta thằng trai già, trai vậy này nọ. Mới mốt chị cũng lấy ông về, chị ôm chồng chị ngủ chứ ai. Ôi trời ơi, lấy trai già đó để chị chết. Mục đích chị kêu mày qua đây là để mày dạy cho chị chửi. Mày chửi sang hơn chị chửi bị chợ à? Thôi chị ơi, chị chửi là chợ đó. Phải không? Thiệt. Cái khu này đó hàng xóm ở chị đông lắm. Giờ chị chửi quá dọn đi giờ kìa hoang tàn héo dắt trong đó. Nhưng còn một mình thằng cha già này không đi. Bây giờ mày chỉ cho mày chị chửi đi. Chửi trên sao cho sang trọng đi. Muốn chửi phải không? Ừ. Bây giờ em chỉ cho cắt cho. Đúng. Chị đừng chửi tiếng Việt. Chị chửi tiếng Việt đừng ta nghe được hết. Tao không có nể chị. Chị chửi gì? Chị chửi tiếng Việt nó hổn lắm. Tại vì nó phanh phu nó bị chửi cái là biết liền. Chửi cái nó thẳng thừng nó sự thật quá. Nó không có thâm thúy. Không có văn chương. Chửi với tay. Đúng. Bây giờ chửi chị thấy không? Tụi mình với trẻ bây giờ nó chửi tiếng Anh không? Chửi tiếng Anh. Ơi hay nghe. Chửi mà chửi tiếng Anh. Chửi tiếng Anh không chị hơn tao. Trong Anh với em là chị chửi tiếng Anh đó. Đúng rồi là Anh hơn em. Đó. Rồi chị nói chuyện với người ta chị chửi tiếng nước ngoài. Ờ. For English. For gì? For English today. Hay quá vậy là cái gì vậy? Là tiếng Anh ngày hôm nay. Trời ơi, chửi người ta nể chị luôn. Đúng rồi, dạy cho chị vài câu. Bây giờ coi. Dễ, tiếng Anh dễ học lắm. Em dạy chị cỡ ra mấy chữ thôi. Ừ. Là chị biết giao dịch đi cỡ ra đi chợ được rồi đó. Rồi đi chợ. Đi chợ được rồi nha. Yeah. Bây giờ chị chịu khó bằng mỗi buổi tối chị rảnh chừng 2 tiếng 7 đến 9 giờ tối thôi, chị học 2 tiếng thôi. Chị bỏ coi thời sự chị học. Chị học tuần thôi là chị có thể gọi là đi du lịch được rồi. Đi du lịch. Chị học cỡ 2-3 tuần thôi chị đi định cư nước ngoài được luôn. Định cư nước ngoài. Chị có chồng Việt kiều. Dễ, học chị muốn lấy ai chị lấy. Bây giờ em gợi ý nha. Bây giờ ví dụ như ví dụ đi ha. Ví dụ. Model là mẹ. Tiếng Việt là mẹ. À, cái vần liên quan mờ mẹ là model. Mẹ. Model. Mẹ nha. Ừ. Giờ chửi nó là gì? Muốn chửi mẹ nó là chửi như sao? Mẹ mày. Mẹ mày. Do model là mẹ mày. Tại sao còn mày là do hả? Mày là do. Nè, do. Do mày. Đó. Đúng không? Rồi đó. Đúng là do mày. Do mày. Đó là do là mày. Ừ. Còn dùng chửi nặng hơn. Chó cái. Trời đất ơi, chó cái phải không? Chó cái. Chó cái bây giờ là cái là con gái á. Cái đúng nó rồi. Nó đơn giản. Thiên linh cái. Trời đất ơi má ơi, bùa ngã dưới đây đâu nữa trời. Đúng không? Cái là con gái, thiên linh không cái. Ủa. Cái này khác nữa. Cái đang nói về con gái á. Con gái chứ con gái rồi, không? Rồi. Con gái là người ta nói về con gái thôi là girl. Chó là dog. Đó. Dog girl. Là con chó cái. Dog girl. Nó đơn giản mà chị.
khẩn quá. Chị nhớ rồi bây giờ. Nhưng mà nhiều khi chị cứ quên. Thôi mẹ không, không. Rồi. Chị học nhanh đi, học nhanh đi. Bây giờ này, cái còn khác đi. Còn ví dụ như giờ tôi nói nè. Món ăn đi. Đồ ham gái. Đồ mê gái. Mà mê gái là bị gì? Là dê nữa. Dê, đồ mê gái. Đúng rồi, chửi đó, phải chửi nó vậy đó thì chị mới vừa lòng. Bây giờ là gì? Tiếng Anh người ta hỏi hamburger. Cơ là gái, ham bu như gái. Hồi xưa thằng chồng cũ em á, nó rủ thằng bạn đi. Ông, chuyến này đi công tác một tuần ăn hamburger không? Còn sao? Là đồ bu vô gái, là dê con người ta dê gái đó. Mà nó dùng cái từ tiếng Anh mình không có hiểu. Ngày xưa em chưa có trình độ ngoại ngữ. Đó, là em mới đi học bên quận 5 á, em học tiếng Anh xong. Ủa, quận 5 ta giải tiếng Tàu mà. Ủa? Không, có nghĩa là người Hoa người ta học phát âm tiếng Anh á, nó chuẩn hơn là người Việt Nam tiếng Anh. Vậy đó, người ta dạy em. Tại vì xưa chị học tiếng Tiểu quận 4 nên chị biết được quận 5 học tiếng Tàu. Đâu, tiếng quận 4 là tiếng Thái. Học tiếng Thái quận 4 á. Vậy đó hả? Ừ. Thì bây giờ em chỉ chị cho là người ta nói là hamburger. Hoặc là hamburger gái. Gơ là gái, bu vô gái. Đi ngang mấy cái tiệm đó mấy thằng chòi chòi không. Con trai đúng không? Đúng rồi, mấy chòi chòi ăn không chứ mình làm gì mình ăn. Bây giờ nè, không biết cái gì em chỉ cho. Chửi người ta chửi tiếng Anh đi. Thời buổi giờ văn minh rồi. Bây giờ cái từ nào á thuộc thì nói. Từ này không thuộc để dành đi. Nào cần á, hú em khoe. Hú sao? Hú. Bội kìa. Sáng sớm mà đi chợ. Vô chữ lộn với mấy mẹ tiểu thương không cũng đủ mệt nữa. Xăng lên giá, bầu vàng lên giá sao? Bán cá cũng lên giá nữa. Rồi sao mày không mở được cửa đi? Mày cầm chìa khóa mày quay hoài. Thì từ từ con mượn ngồi xíu. Ngồi cái gì? Vô nhà con làm con chuyện sáng mở cửa con đón khách bán nữa. Có nào gì ngốc? Mày lịch sự quá ha. Tao ngồi để tao chào mày mở cửa, mày chào người này người nọ. Ê. For mother. Gì? Nói gì vậy? Your mother. Gì đờ đờ gì ma gì? Ma nào mà đờ? Khùng điên không à? Dogger. Ê. Nói này hiểu nè. Sao cậu? Mấy đứa hàng xóm nay chửi dog là con gì là gì con chó đúng không? Cậu hay á. Là thịt bánh em ăn thịt chó hay là bà má bán thịt chó hay sao? Lố bịch. Bà nó là cái bà lố bịch nhất trong cái xóm này. Chú không hiểu á. Từ nãy đến giờ là dì Ngọc là nói gì kệ bà. Hùng điên mày nghe làm gì? Bà mà tỉnh táo á là bà đã sống một mình tới bây giờ. Điên khùng nha, mở cửa tao vô nha. Chú nói nha, chú chặn họng con nha. Mở lẹ đi. Rồi, nói. Rồi bây giờ của em dạy nha. Bây giờ anh nhìn cái tay em, đừng nhìn mặt em. Mặt em nhiều khi nó ngược với cái chữ đó. Cái chữ buồn mà nhiều khi cái mặt em nó vui không chừng. Nên anh nhìn cái tay em đi. Nhìn cái tay em nha. Đó. Là anh vẽ cái chữ theo tay em. Là cái bên đây nào qua bên đây cuốn xuống ba cái xong gạch ngang xong móc vô chẻ xuống cái được chưa? Đó ra rồi đó. Rồi bây giờ cái nét thứ hai anh theo em nè. Như mai đồ á, như lai thần trưởng hay gì không mà. Anh theo em nè, như mai đồ á. Rồi như mai đồ là cuộn ngang ba vòng ngang. Cuộn trái ba vòng. Không, đâm ngang xuống. Thôi, đừng đâm đi đâu á. Cuộn ngang ba vòng. Ừ, cái bạn chữ cái người ta, trời ơi, người ta dạy cuộn ngang, anh cuộn ngang giùm em đi. Em vẽ cái nét tiếp theo thì anh chuyển cái nét tiếp theo. Ê, mà tôi nói nghe nè, chửi lộn chứ không có viết thư tình. Mà dạy anh chi viết vô đây vẽ mấy con rồng gắn, trùng chỉ anh chi. Không có, nó có ý nghĩa hết á. Ý nghĩa gì? Bây giờ em dạy anh nha. Vậy nè. Là đi qua. Đơn giản thì cái tiếng của người Thái hay cái đọc tiếng đúng không? Người Thái hay đọc. Rồi cái chữ đầu tiên nè. Cuộn cuộn lên nha. Đi xuống nè. Là sụi. À là sụi à đang múa múa gì xong rồi tự nhiên gãy nghe là sụi. Ừ. Móc đây nè rồi. Ờ ở đây là sụi nè. Không còn cái gì hết trơn nó là ma. Cái này là sụi ma. Sụi ma, ma là sao? Sụi ma. Sụi xong rồi cái là mà bị xe tông chết cái thành ma ở. Gì vậy? Không có, cái tiếng Thái người ta đọc là sụi ma. Sụi ma. Sụi ma, rồi, sụi ma. Sụi ma ghi vô. Ê mà chữ sụi ma là nghĩa gì? Là quýnh bả quá cần câu luôn.
Bây giờ ví dụ như tôi chửi bả là một người đàn bà mập như con heo mà hung dữ, nhiều chuyện xấu xa, đê hèn, bỉ ổi, vô liêm sỉ, mình nói chữ gì? Lò con. Ủa tại sao? Tại sao đơn giản cái hành động? Ê, cái hành động lọt con là hành động đẻ ra là đứa bé chào đời là một người mẹ tốt chứ. Không, bên Thái người ta dạy vậy đó. Ừ. Bên Thái đánh lộn với mấy người phụ nữ mà xấu xa, không đàng què cái miệng mà ăn mắm ăn muối, nói chuyện đằng sống đằng gió là lọt con. Đánh cho nó lọt con. Ồ, là lọt con. Lò con, rồi đó. Ê, và bây giờ á, tôi hay có cái từ dễ thương đáng yêu lắm. Tôi chửi bà mà chửi đi thành quen miệng á, bà cũng thích cái từ đó nữa. Cái gì? À, mà con cá dâu chết sình. Không. Nghe nó nặng nề quá. Đừng có chửi mấy cái gì mà ví dụ người ta chết bên bệnh ta kỳ lắm. Ờ. Người ta không nói tới chết chóc. Nói gì? Người ta sợ. Nói chuyện bình thường thôi. Chuyện bình thường. Bây giờ tức bà quá. Tức quá. Bà không có đàng hoàng nên người. Đúng. Muốn rủa bà đúng không? Rủa. Đừng có chửi bà chết. Chứ bà nói gì? Ôm bùng binh. Ôm bùng binh là kêu bà ôm bùng binh là tiếng Thái nha. Ủa, ê, rủa đó. Không, cái ôm bùng binh là trước sau gì cũng chết à? Không, cái tiếng Thái ôm bùng binh tiếng Việt dịch ra nghĩa có sát nghĩa luôn nha, là xe tông bà. Thì đó là cũng ôm chết à? Thì ôm bùng binh tới nào hồi cũng bị xe tông à? Trời đất ơi, tiếng Thái coi em biết cái chữ nào em chỉ anh chữ đó mà anh. Vậy hả? Anh ghi lại đi, anh quên. Ôm bùng binh. Chú viết vô đi trời, ý kiến ôm à? Bùng binh. Ôm bùng binh. Ê, rồi còn ế suốt đời nó làm sao? Ông hầm. Anh biết cái bên hầm Thủ Thiêm không? Biết chứ. Cái hầm nó vậy đúng không? Gọi là thông hầm. Thì anh vẽ giùm em cái hầm đi. Rồi anh chấm một cái chấm ở giữa, anh vẽ cái hầm một thông chấm hầm. Ở giữa. Và cái hầm cái chấm đó mình móc lên. Cái hầm là giống như cái cổng đúng không? Đúng rồi. Cái cổng đúng không? Rồi, móc lên. Một chấm ở giữa. Anh chấm rồi móc cái chấm lên giùm em. Ê cha, tôi vẽ hai cái hầm sao nó kỳ vậy ta? Trời đất ơi, người ta vẽ một cái hầm thôi anh ơi. Đây nè, một cái hầm có hai làn xe, anh chấm một cái, anh móc ra ngoài giùm em chứ không móc nó kỳ lắm. Là bây giờ ế suốt đời là thông hầm. Thông hầm. Còn từ nào nữa? Bây giờ còn từ này nè em. Còn từ này đúng rồi. Ai dạy là anh hiểu anh. Ba đời có vậy, nó kinh nghiệm dễ lắm. Đúng không nha? Sụi mắt lơ. Sụi mắt lơ. Sụi mắt lơ. Sụi lơ ma. Sụi ma không có lơ gì hết á. Sụi la mơ. Sụi ma. Sụi la mơ là đánh ca rô đi. Đánh ca rô. Cho nên em sợ lúc bịch đu ơi ăn mặc gì vậy, hổm vậy cha? Quát cho nên em thôi, buổi này còn xài quát cho nên em. Biết không mà sao qua đi kha. Ta qua đi khạp, khôn rai khạp, nưa rai khạp, nhưng tăng lai bông lai, mẹ chua tròn rối sơ răng, mặn chai thuộc khư mông. Ê, cha dạ vô duyên, tự nhiên cái thọt, đòi thọt tôi khư mông gì, tổn gì ghê vậy? Ta đang nói tiếng Thái, đó là tiếng Thái. Tiếng Thái hả? Lèo mặt lên. Ê, đùm. Chết rồi, bây giờ sao giờ, sao làm lại? Ta qua đi kha, con rai cặp nưa rai nhưng tăng lai bông lai mê chua chuẩn rối sẽ răng mạnh chai thoạt hư mong tuôn tuôn tẹt. Bụm dơ, cha già dơ. Tự nhiên cái bụm. Nè, tôi không biết thiệt nhưng nhỏ em gái tôi biết. Ông đợi xíu để tôi cầu cứu nó một cái. Chiều nhỏ em gái qua. Bây giờ Mọi người ơi mọi người kêu, dễ coi. Em hay dễ sợ. Em đúng lời hứa dễ sợ. Hú cái là có em. Em đang live stream ở trên mạng là đông người coi dữ lắm. Bây giờ chào tất cả mọi người nha. Bây giờ em live stream ngày hôm nay có sự kiện rất là quan trọng. Là nhỏ chị lại cha già nói gì. Từ. Chị đâu có thấy con chim nào đâu mà lại. Trời đất ơi, chị không có hiểu văn chương mà chị hay phân tích quá. Cái này là gọi là chơi trên mạng á, là phát trực tiếp. Phát trực tiếp là người ta coi thiệt luôn. Phát trực tiếp. Trời đó coi, anh ơi, bên gia đình người ta nói chuyện mà anh hay, đàn ông mà hay chỏ cái mỏ em, vô quá. Chị ngu si đần độn, chị không biết phát trực tiếp. Phát trực tiếp đó nó như là phát từ thiện không? Trời ơi, cái này là không có phải là nói sao cho chị hiểu, cho chị ngu quá, em không có để thích luôn á. Thì có chị ngu mà chị hay da dẻ quá chừng á. Bây giờ chị coi nè, bây giờ trên đây người ta nhìn em với chị, bây giờ em giới thiệu cho mọi người coi
là nhỏ chị của em là bị thằng trai già đối diện ăn hiếp. Bây giờ ngày hôm nay là em muốn livestream cho mọi người coi. Giờ vô đông vô đi, vô 75.000 người đi, em tiết lộ cái bí mật cứu chứ. Cậu cứu chị? Cậu cứu chị để chứ ăn hiếp. Không, chị là chị tự cứu chị đi chứ em đâu có cứu chị. Hôm nay em vô em phanh phui cái mặt của con cha này cho mọi người biết, hiểu không? Đi nè, đàn ông mà chửi lộn với đàn bà coi nè, coi rõ cái mặt nè. Tại vì tôi đứng tôi chờ lâu lắm mà chừng nào tụi bà mới chửi nhau. Rồi thôi giờ sắp vô chửi để em mới quay cho. Chửi gì giờ, tôi đã nói rồi, tôi rớt con nhỏ em tôi lại để chửi lộn với ông. Mà chứ bây giờ nó livestream, nó livestream. Để cho chị like. Chị like chi chị? Em vô lại chửi nó ổng. Không à, em là em qua em quay cho chị mục chữ. Đích tối cao, mục đích thiêng liêng của em tới đây là chị chữ giùm chị. À, bữa em nói với chị sao, chị hú thì sao? Chị hú thì em cứu. Em qua cứu chị chứ em có qua chửi cho chị không? Cứu chị là đang chửi với không. Chị có nghĩa là chị chửi với ổng đi, chị nào ổng đánh chị em can. Còn ổng đánh chị có chửi với ổng đi, giờ chửi bà đi. Bà nói với nó tới sáng cũng vậy, nó ngồi nó cầm máy, nó ngậm máy rồi ngồi xuống đây tôi giải quyết vụ này. Rồi vô nè, bây giờ phải giải quyết vụ này chứ đâu có để chửi tôi vậy được. Thì đó bây giờ phải chửi nhau thôi, nhưng mà trước khi chửi nhau, ê con anh gì? Chị ly dạ. Lấy giùm chú ly nước cam. Đem ly nước cam ra cho bà Tư bà Thánh Vọng, cho con bé kia nó ngồi nó livestream nó trực tiếp chị của nó đó, rồi cái nó Thánh Vọng vô rồi nói chuyện. Cô nè, đây. Dạ. Trời ơi, cái ly tao tán cái ly lên đầu mày đó, mày lộn mèo nãy giờ á. Mày làm mà gái mà. Nhân viên của anh hay cháu anh? Cháu tôi. Uống nước xong chưa? Thấm giọng chưa? Khỏi uống giọng cũng đủ chữ ông nữa chứ đừng nói. Bình thường chữ nhau tiếng Việt, lâu lâu đổi ngoại quốc đồ quách đu du đu đồ và chữ ông chơi qua lại được không? Thì lố bịch à. Thì lố bịch à. Sao coi một bra can tọc bài nè. Hello. Mà sao xăm xăm rải đun đun nè. Mà mặt sẽ cặc lạc vô tỏ. Quách đồ à. Xăm xăm du du. Thôi. Cho anh xin chú với gì? Tối ngày cãi nhau không à? Xin Clap. Tao đâu có tượng, đâu phải tượng đâu, mày xá tao. Nhưng mà tối ngày gì với chú cãi nhau không à? Đâu cả đầu. Trời đất ơi, bây giờ tao mới để ý à. Ê mày cháu tao chứ phải mày ông nội tao, nên mày dở vô mày chửi hết bá rồi mày chửi tới tao. Mày lấy cái quyền hạn gì mày chửi tụi tao? Cái gì với cả chú suốt ngày cãi nhau con đau đầu nên là con phải can thôi chứ làm mày gì can kiểu đó mày can kiểu đó càng mất dạy. Ê chửi co cháu tôi là không yên với tôi nha. Rõ ràng tự nhiên vô chửi tôi. Tôi thúc cạp na kha bà nha. Tự nhiên là thúc cạp tôi không à. Tôi hello bà ông à. Ủa tự nhiên mắc gì hello tôi? Tôi hello tôi guốc bánh ninh ông đó. Ông đừng giỡn nha. Tự nhiên quăng đồ guốc cho tôi. Bà quăng đồ guốc tôi không ăn đồ dép bà. Thôi. Trời ơi xảy ra là cãi nhau không à. Mà cái cô kia nữa. Cô livestream cái gì vậy? Trời đất ơi. Nó nghe qua đây nó nghe nè. Qua đây nó nghe nè. Không. Qua đây. Nó nghe nè. Mấy người lớn á không biết cô chửi con nhỏ, cô có chửi con, cô nói nghe cái này là như là cái chén cơm của cô vậy đó. Biết sao không, hai cái ông bài nè là bây giờ rất là nổi tiếng trên mạng, có nghĩa là mỗi lần mà hả hồi xưa cô không có hot đâu, mỗi lần mà cô like chừng 30-40 người coi, bây giờ mỗi lần cô like là 7-8 ngàn người vô coi, mà cứ một phút là 1 ngàn người vô coi. Bị gì hai người này chửi lộn trên mạng người ta thích dữ lắm, mấy đứa cộng đồng mạng nó nghe mấy người này chửi lộn nó bu vô, mà mỗi lần cô quay mấy người này nó view lên là cô gọi là gì mà tiếp cận nhiều người á, là cô kiếm nhiều tiền lắm. Là cô đang câu view đúng không? Câu cái gì con ơi, bây giờ cô quay mà cộng đồng mạng nó cắt clip giùm cô rồi nó up lại, rồi cái nó phát triển quá cô kiếm tiền được nhiều thì cô kiếm tiền, cái này lao động của cô mà. Trời ơi. Ê quan sao mình có hình mình trong này vậy? Nó từ cái máy đó. Phải không? Phải không? Em quay chị đó. Trời ơi vậy đó hả? Cái gì mà nó nhảy quay hả? Ừ. Sao em không nói để chị sửa soạn? Sửa lại đi chị. Chị mần mặt. Không mặt rồi. Trời ơi tầm này mà gì còn mần mặt mình biết cái gì nữa. Quay Vinh. Trời ơi. Ba. Mà đừng có mần mặt nữa, chuẩn bị mần mướn tới nơi à, bán cái quán này bây giờ nè. Tụi nó viết cái gì dưới này, tụi nó chửi mình quá trời chửi rồi nè. Đâu cái chữ gì vậy? Thằng cha già ó đâm mẹ già mất nết nè. Trời ơi, ê mày mắc gì mày chửi tao? Hả? Thằng cô. Trời đất ơi, chị đừng có chửi lộn với người ta, ta chính mạng tao nói nghe được đâu mà chị chửi chi. Tao nó chửi chị kìa. Chị đừng có chửi. Con thấy cô hơi kỳ đó. Có gì kỳ? Con sẽ báo cáo cô vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đấy. Được. Cô sẽ không bao giờ được livestream nữa. Nhỏ này ngộ ghê nha, chơi mạng xã hội mà sao mày tiêu cực quá trời luôn á. Người ta gọi là tu shit á. Em kỳ quá mà chơi mà mày chửi không lại cái mày báo cáo người ta. Thôi đừng có báo cáo giùm cái đi. Muốn chơi thì muốn nói thì nói. Con nắm kim châm kia im coi. Ê con, là ở trên mạng là bây giờ là có cái báo cáo tiêu chuẩn cộng đồng gì là như giống như mình báo công an không? Vâng, đúng rồi. Báo cái là nó bị cấm liền hả? Vâng. Bị cấm liền á. Báo. Nhưng mà báo cáo vậy là bắt mấy con chó đẻ chửi mình hả? Ôi trời ơi, bà ơi. Bà chửi người ta nhiều hơn á. Không có được. Nè nè mọi người trên đó, tụi tôi không có chủ đích chửi lộn với nhau. Là cái này là tụi tôi bị dàn dựng á, mọi người làm ơn làm phước nha. Bấm vô cái báo cáo gì đó, cái báo cáo gì đó.
ơi, nói nghe khẳng định với mọi người là không có dàn dựng nha, ở đây không có rảnh. Tôi khẳng định là con mẹ này dàn dựng nha, con mẹ này. Trời ơi, tôi là người lấy lại được khoảnh khắc đó. Anh lớn rồi mà sao anh ngu quá, nghĩ sao vậy? Trời. Đọc bình luận trên mạng chỉ cho nó đau đầu, nó chửi kể, đừng có nghe. Ôi trời đất ơi. Thôi chú, tôi vừa phải cô thôi nha. Tôi là đàn ông trượng phu nha. Động mỏ cho ông động thủ nha. Đúng. Không động thủ sao lấy tay chỉ vô mặt tôi? Đúng, chỉ vô mặt chứ tôi có làm gì bà không? Đúng, làm gì tôi không nói rồi. Ông đánh tôi muốn sao? Ông tôi nhảy lên đầu bà, tôi nhảy xuống này bà nói. Đó. Thôi. Được rồi. Trời đất ơi, lên ghế làm gì tôi đánh tôi hả? Thôi nín đi. Lấy cái ghế quăng vô đầu tôi đi. Thôi ông cô này. Ông không có đánh đàn bà. Để tôi đàn bà tôi đánh đàn bà. Gì? Bình tĩnh vậy. Con kia nãy giờ nhịn mày nhiều nghe. Ủa em đâu em của chị. Nói một cái là chai này sắn lên đầu mày à. Trời ơi. Bây giờ mày xóa liền không? Mày xóa liền. Cái này là bấm tắt là hết à, không có cần xóa. Nè, ai sợ chứ tao không sợ. Cả cộng đồng mạng chửi lại tao không? Kêu lại đây chữ lộn nè, chữ lộn tại đôi. Mày xóa liền, tao cho mày một ngày để xóa. Còn không cho tao qua, tao kéo tới nhà mày. Tao gỡ luôn nóc nhà mày. Thấy giờ quay khúc nãy là khúc chị bị nạn nhân không à, người ta binh chị. Chị không cần nữa, tao không cần nữa. Ủa, tao không cần thiên hạ bên tao. Chị muốn lấy ổng hay sao mà chị kêu xóa cho ổng? Bây giờ tao không cần biết. Bây giờ mày xóa liền, đó là danh dự của tao. Còn không thôi là... Thôi chị sống ở đời mà chị ra vẻ quá chừng. Mệt gì chị ra vẻ hồi nào? Chị chưa bao giờ chị ra vẻ. Sao chị sống biết điều với em quá mà. Có qua có lại. Bây giờ tao đuổi mày về nhà để mày suy nghĩ cho mày ngày nha. Em tắt nha. Khi nào nó nghẹt qua đây. Khi nào mà ổng với bả mà cãi nhau cái là con hú cô qua cô quay liền nghe. Trời ơi cô nữa. Cô thôi cô đi về đi cô ơi. Trời ơi không có ai hú cô ở đâu. Không có ai hú. Đi. Trời ơi. Con bị liệu. Ờ. Bà còn kêu nó qua cứu bà, nó cứu lên đầu bà, nó cứu xuống á. Cứu lên đầu hả bà? Trời ơi. Thôi. Ê cây nắm kim châm. Cái gì? Biết điều không? Không à, cái này là em nghe rồi em tự qua, không ai xúi hết á. Nghe này mệnh lệnh làm theo. Hồ lô. Biến. Ai là ghét lót á. Đúng rồi, cái mà chị dạy em dạy chị á. Là biến đi. Biến đi. Là cút. Cút. À, cút. Là lấy... cút. Chim cút. Trời ơi, quá mệt mỏi rồi, cái miệng con gì mà tôi làm không lại nó luôn á. Là bà chứ là ai? Con thấy tại hai người luôn ý. Lớn rồi mà cứ lên mạng nói mấy cái tiếng tào lao gì, tiếng Thái, tiếng Lào hay để người ta chửi cho. Trời ơi, đâu phải tại chú, tại bả trước chứ bộ. Bữa rồi đang đi chợ về mới vừa ngồi đây mở cửa ra vô cái nhà hay hô lé hello vậy đó, rồi xong rồi chửi gơ đó. À tao nhớ rồi nha. Bà còn chửi tôi gì bữa hổm gì con? Gì đót gơ. Đót gơ. Ừ đót gơ. Để bả chửi tao phải tức chứ. Nhưng mà vậy đó. Nhưng mà thôi, bây giờ con bảo này, bây giờ chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ trên mạng là người ta bảo là gia đình mình là gia đình vô văn hóa. Đúng. Thế nên là con bảo là hôm nay dì với cả chú cứ đóng cửa đi. Tại vì hai người trên mạng là nổi tiếng lắm rồi. Bây giờ người ta kéo qua đây là chết quán á. Đi dẻ tống cửa đi. Thật có thiệt không ông? Nó nguy hiểm dữ vậy đó ha. Không? Tôi nói nãy giờ đâu cần mằng mặt mằng mày đâu, đi mằng mướn là đúng rồi. Bây giờ đóng cửa rồi lấy cái gì mà sống? Một mình bà không đó con mẹ già. Đừng có nói nữa nhà, anh ấy ở đây chú đi chỗ đóng cửa đây, đóng cửa đây, đóng cửa giùm tôi. Con đi về nha. Chú, đợi con. Trời ơi. Tại cô ấy. Trời ơi, bây giờ gây lộn tiếng Anh, tiếng U, chi mạng mẻo, chi cho khổ gì nè trời.